Tử Vi. Đứa này đấy. Đứng lên mặt đi. Đứng vào răng đi. Thì á, chị bài này nhắm. Đứa này đứa góc. Đứa này đứa. Nói anh gì là sao giống góc đúng. Không làm gì quay ra đấm mình. Là thế thôi. Khánh đấy kỹ năng của Khánh ấy. Kỹ năng hung hăng của Khánh ấy không thấy không thấy đọc à? Cẩn thận là cái phóng lợn. Dạ. Cẩn thận là ăn cái phóng lợn. Đúng rồi. Đúng. Gần đời ấy. Thế bây giờ mình có phóng lợn. Đấy là mình đang quay à? Chết rồi. Đấy là cười ngay đúng không? Ừ, đấy là nó quay mà. Tại ơi. Mày đã quá quen thuộc với việc đấy rồi. Bây giờ có chơi chị Nhi. Dạ. Chị riêng mà tao ăn ếch như một con tiên chứ. Ừ, ăn ếch á. Ờ, tao ăn gì ếch. Người ta nói là tao ăn gì được á. Là tao ăn một năm đấy. Xem lại tao không nhận ra tao. Hôm nào ra đường có chữ Hương kìa, chữ Hương. Thế anh mới bảo là em chuồng chuẩn bị sắp tuồng là hút bao đấy. Hôm nào em hưởng tiếng đấy. Đâu, cái người em view nước ngoài mà. View nước ngoài em xin không có người Việt em đâu. Lắm. Em... Tại sao? Ý là... Hay là không có người Việt sao? Hay là lẽ anh lỏi á? Anh lỏi kim chi hay lỏi ai lỏi cái nhá. Em còn sức là anh được gấu luôn á. Thái đi. Mà còn sức là anh được gấu luôn á. Anh cháu ơi. Gấu có gì đâu. Nấm kim. Nước mùa nấm kim. Trời ơi, quên rồi.